122 ngày 122. Cũng không cần cố đi ôn tập từ mới và bài khóa gì cả. Hãy nghe và nhắc lại. 也不用刻意去复习生词和课文什么的。也不用刻意去复习生词和课文什么的，也不用刻意去复习生词和课文什么的。也不用刻意去复习生词和课文什么的。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mình thấy nói tốt lắm mà. 我看说得挺好的。Nhà mình chính là gần đây. 我家就在附近. Hình như gọi là Đại học Sư phạm Quảng Tây. 好像叫广西师范大学. Cho nên mình còn chưa cài đặt. 所以我还没有安装. Sau khi về sẽ tải xuống xem thử xem. 回去以后会下载看看. Lên WeChat nói chuyện nhiều một chút. 多上微信聊天. Đó đâu thể coi là. 那哪能算是? Phiền qua đây một chút. 麻烦过来一下. Rất quen thuộc đối với quán cà phê này. 对这家咖啡厅很熟悉. Trông có vẻ như. 看起来. Bạn nên thử xem. 你尝一尝. 你尝尝. Thôi. 算了. Một công ty du lịch. 一家旅游公司. Phát triển tốt lắm đấy. 发展得蛮好的. Alo. 喂. Trước tiên như vậy đi. Xin trê ảng bà. Chị gái ruột. Xin chìa chìa. Chị ấy bảo mình buổi tối đi. Tha chào wǒ wǎn shàng qù. Luyện tập nói tiếng Trung. 练习讲中文. Từ lúc vừa bắt đầu đã học như vậy rồi. 从一开始就这样学了. Sớm đã quen rồi. 早就习惯了. phương pháp học này。这种学习方法hiệu quả quả thực cực kỳ tốt，效果确实非常好。Không cần cố đi ôn tập từ mới và bài khóa cái gì cả. Không cần刻意去复习生词和课文什么的。